Vì xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. City Tour Hà Nội. Bây giờ là 17 giờ 20 phút chiều ngày 19 tháng 8 năm 2022. Việt đang ở trước nhà hát lớn quý vị và các bạn. Hôm nay lại thứ 6 rồi. Việt mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng trên tuyến phố Tràng Tiền cũng như tuyến phố đi bộ Hồ Gươm, cập nhật và gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh chiều Hồ Gươm và ngày cuối tuần quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp. Từ 9 giờ sáng tới giờ, thủ đô Hà Nội nắng chói chang. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 34 độ C quý vị và các bạn, trời nóng. Hình ảnh rất nhộn nhịp, các du khách đang đi lên xe buýt 2 tầng để đi tham quan các tuyến phố tại thủ đô Hà Nội cũng như là các điểm du lịch. Quý cô chú anh chị và các bạn đã đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Khi Việt xuất bản video, quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh. Việt đã sang tới tuyến phố Tràng Tiền. Dưới ánh nắng chói chang, quý vị và các bạn. Hôm nay tuyến phố Tràng Tiền rất nhộn nhịp, các du khách tới tham quan cũng như đi dạo. Như quý vị và các bạn, đây một bầu trời rực lửa, nắng nóng hầm hập quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Ngô Quyền và tuyến phố Tràng Tiền. Các du khách người nước ngoài cũng đang đi dạo trên các tuyến phố, hình ảnh rất đẹp. Và vào cuối tuần này, như quý vị và các bạn thấy, cửa hàng kem Tràng Tiền vắng khách quý vị và các bạn. So với tuần trước thì tuần này Việt thấy vắng các du khách thưởng thức những cốc kem, những que kem. Các siêu mẫu đang là thể hiện hình ảnh. Hình ảnh cô dâu chú rể đang là chụp hình cưới.
cửa hàng kinh doanh ở trên tuyến phố Tràng Tiền. Bên đấy cũng có khách quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh ngã tư Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng và tuyến phố Hàng Cảnh. Cái xin đồ vẫn chưa có việc. Tiền Hoàng rồi, thưa quý vị và các bạn. Cảnh chiều ánh nắng rất đẹp. Và cuối tuần này thì ở trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng như là trước tượng đài Lý Thái Tổ thì không có sự kiện gì, quý vị và các bạn. Trước tượng đài Lý Thái Tổ. Siêu mẫu đang là tạo dáng, quý vị và các bạn.
các anh vẽ chân dung đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị phục vụ quý cô chú anh chị và các bạn tới với phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba Hàng Dầu và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng. Những hình ảnh trước đền Ngọc Sơn và các bạn. Rất tuyệt vời, các du khách người nước ngoài đã về tham quan thủ đô Hà Nội. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cuối tuần này Việt thấy có thương hiệu Sơn tổ chức sự kiện, quý vị và các bạn. Nhưng mà không có tổ chức ca nhạc, chỉ là những quầy hàng để giới thiệu sản phẩm. Biết cảm ơn quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng trên tuyến phố đi bộ Tràng Tiền như qua phố đi bộ Hồ Gươm. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của mình. Ở kia có một cái quầy gì, wow, hình ảnh rất đẹp.
gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt.